Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 là kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả với 6 trọng tâm chỉ đạo cùng với 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020. Cụ thể, nội dung 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành như sau. Một là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Hai là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Ba là phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực chất hơn gắn với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Phát triển đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bốn là thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, quyết liệt phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Năm là củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình ổn định cho phát triển, nâng cao uy tín và vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Sáu là chủ động thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức, ủy ban mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo ở tất cả các ngành các cấp. Tổ chức tốt các sự kiện lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Nghị quyết cũng đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong thời gian qua, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều giải pháp thiết thực cụ thể. Trong đó, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, đề cao quyền làm chủ, phát huy vai trò trách nhiệm, tính sáng tạo của nhân dân. Con đường mới được mở rộng, nâng cấp bê tông hóa tại phố Phong Đoài, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Hơn một năm trước, con đường này chỉ là con đường đất nhỏ hẹp gây nhiều khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của các hộ dân. Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, tranh thủ sự hỗ trợ về xi măng của thành phố với sự tuyên truyền vận động của chi bộ đảng, ban công tác mặt trận, bà con nhân dân trong phố đã tích cực đóng góp kinh phí và ngày công xây dựng, nâng cấp tuyến đường khang trang rộng rãi. Nhân dân chúng tôi họp ngõ thì rất là đồng thuận. Mỗi một nhà năm ngoái khi mà san con đường này là đóng góp 4 triệu. Mỗi một hộ đây là 4 triệu. Thế vừa rồi thì được sự quan tâm của thành phố là ủng hộ cho gần 20 tấn xi măng. Thì chúng tôi lại vận động nhân dân là mỗi một khẩu là đóng góp 300.000 để đây xây dựng được cái con đường mà đúng như cái cam kết đối với thành phố, đối với phường. Phố Phong Đoài có 165 hộ dân, trong đó phần đa là sản xuất nông nghiệp, còn gặp khó khăn nhất định. Để có những tuyến đường bê tông khang trang, rộng rãi như hiện nay, chi bộ phố đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, vận động quần chúng khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện xây dựng khu phố văn minh. Hiện toàn bộ các tuyến đường của phố đã được bê tông hóa, khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Sau khi nhận được cái chủ trương của đảng ủy, thì chi bộ chúng tôi đã về triển khai đến tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ và phân công từng đồng chí đảng viên chi bộ phụ trách từng tuyến đường ngõ phố để thực hiện cái nhiệm vụ này. Đấy. Cho đến nay thì đã có 100% tuyến đường ngõ phố đều được đổ bê tông hóa, tuyến đường luôn luôn được sạch sẽ. Hàng tuần, thứ vào tháng thứ bảy hàng tuần là các đồng chí đảng viên được phân công ở phụ trách các hộ gia đình của các tuyến ngõ là coi thế là đôn đốc nhân dân và cùng với nhân dân ra dọn vệ sinh môi trường. Các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, thực hiện xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn phường Ninh Phong đều được thông tin và thảo luận công khai tại Đảng bộ, các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, hội nghị của các tổ chức đoàn thể.
phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân. Tất cả các cái công trình xây dựng cũng như là có cái sự đóng góp của nhân dân thì được nhân dân bàn bạc công khai và phát huy cái quy chế dân chủ để nhân dân bàn bạc công khai và đóng góp ủng hộ ngày công kinh phí để đóng góp để đảm bảo. Và đồng thời nữa là cũng cái ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng ấy là cũng phát huy cái vai trò giám sát trong cái việc thực hiện quy chế dân chủ là giám sát các cái công trình xây dựng và các cái nguồn kinh phí hỗ trợ của nhân dân đóng góp để đảm bảo cái chất lượng công trình. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò và sự tham gia của nhân dân trong triển khai xây dựng khu phố văn minh. Trong thời gian qua, bên cạnh kinh phí hỗ trợ của nhà nước, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Ninh Phong đã đóng góp với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình. Hiện các khu dân cư trên địa bàn phường Ninh Phong đều cơ bản hoàn thành nâng cấp hệ thống đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Xác định xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào từ cơ sở. Do đó, những năm qua, thành phố Tam Điệp luôn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Với hình thức phong phú, phong trào đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Tại nhà văn hóa ở các thôn xóm và trung tâm phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp và các buổi chiều thường diễn ra các hoạt động văn nghệ thể thao sôi nổi. Thú vị hơn cả là các tiết mục giao lưu văn nghệ. Các thành viên người cao tuổi, chị em phụ nữ cùng nhau học tập, rèn luyện những làn điệu chèo cổ, ngân nga những câu hát văn truyền thống. Chúng tôi cũng rất mong là các cấp lãnh đạo trên quan tâm đến chúng tôi hơn nữa. Những cái ví dụ như là khơi lại những cái cội nguồn và có thể là hướng dẫn tập cho chúng tôi, dạy chúng tôi hát lại những cái bài như là chèo văn, rồi những bài ca trù hoặc là những bài quan họ, có sự hướng dẫn để chúng tôi học cho nó nhanh. Để duy trì và phát triển được các phong trào văn nghệ thể thao quần chúng sôi nổi, thành phố Tam Điệp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia các hoạt động, đó là không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng thêm đoàn kết gắn bó mà còn thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Theo đó, việc thành lập trên 20 câu lạc bộ, tổ đội văn nghệ quần chúng ở các xã phường là một trong những cách thức hiệu quả mà thành phố đã thực hiện. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, tổ đội văn nghệ đã hướng mạnh đến việc tìm kiếm các hạt nhân có năng khiếu hát chèo, ca trù, hát sẩm và hát văn, đồng thời tạo điều kiện cho những người yêu thích nghệ thuật truyền thống được giao lưu học hỏi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng biểu diễn. Tham gia phong trào văn Huế là văn hóa văn nghệ này là để cho nó sống vui sống khỏe thôi, rồi là để cho nó cuộc sống nó tươi đẹp hơn, cho các con các cháu nó nhớ và đừng để mai một những cái nghệ thuật văn hóa truyền thống của cha ông mình để lại. Chủ yếu là các bác là ít nhiều cũng còn là những người nghiệp dư để giữ lại cái hồn cốt văn hóa truyền thống của các cụ ngày xưa. Hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn luôn bám sát các sự kiện và hoạt động lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương. Quá trình tổ chức thực hiện các cuộc giao lưu, hội diễn văn nghệ thể thao luôn tràn ngập không khí đầm ấm, phấn khởi, đoàn kết và học hỏi lẫn nhau, thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Để mà khôi phục và phấn đấu rằng sang năm 2020 sẽ thành lập trên mỗi phường xã 1-2 câu lạc bộ truyền thống, và cũng nhân cái năm du lịch quốc gia 2020 tại Ninh Bình thì trong đó thành phố Tam Điệp cũng tham gia nhiều cái chương trình chuỗi hoạt động cùng với tỉnh, trong đó là đặc biệt quan tâm đến cái lễ hội đèn dâu năm 2020. Thành phố Tam Điệp quyết tâm phục dựng lại cái lễ hội nguyên mẫu trước đây, trong đó thì cái việc đóng góp của các hạt nhân nghệ thuật truyền thống cũng như các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống vào cái hoạt động này là rất là mạnh. Việc duy trì và phát triển phong trào tập luyện văn nghệ thể thao đã trở thành một môi trường sinh hoạt bổ ích và thiết thực cho người dân, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần. Trong thời gian tới, Tam Điệp cũng chủ trương các hoạt động văn nghệ, nhất là những hoạt động nghệ thuật truyền thống sẽ được hướng đến xây dựng thành sản phẩm du lịch độc đáo, phục vụ du khách tham quan. Công an huyện Nho Quan phối hợp với xã Quảng Lạc tổ chức buổi gặp mặt giới trẻ, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, các tầng lớp nhân dân tại giáo xứ Đồng Bài, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan. Để góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Quảng Lạc nói chung,
giáo xứ Đồng Bài nói riêng, Công an huyện Nho Quan triển khai nhiều chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đề cao vai trò của các chức sắc, chức việc và giáo dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Phát động kêu gọi giới trẻ giáo xứ Đồng Bài và giới trẻ xã Quảng Lạc không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, ý thức pháp luật về phòng ngừa tội phạm, có lối sống lành mạnh, nhận thức rõ hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân và gia đình xã hội, đồng thời có ý thức phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia tuyên truyền vận động người thân và cộng đồng chấp hành các quy định của pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội. Thông tư 59 của Bộ Giao thông Vận tải về hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo đó, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu xe máy sẽ in nhãn năng lượng theo mẫu quy định của Bộ Công Thương. Nhãn năng lượng phải được cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xe máy duy trì trên xe cho tới khi xe được bàn giao tới tay người tiêu dùng. Trước khi thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ sở sản xuất, nhập khẩu xe máy phải công khai thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu của kiểu loại xe. Thông tin công khai phải được duy trì trong suốt thời gian cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xe, cung cấp kiểu loại xe máy đó ra thị trường. Như vậy, sau 2 năm kể từ khi triển khai việc bắt buộc dán nhãn năng lượng với ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống tại Việt Nam, thì nay quy định này đã được áp dụng với xe máy. Cơ quan quản lý chất lượng sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên việc thực hiện dán nhãn năng lượng của cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh xe máy theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 38 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 12 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Theo đó, việc đào tạo và cấp giấy phép lái xe ô tô sẽ có nhiều sự thay đổi so với hiện tại. Cụ thể, trong một khóa học, mỗi học viên sẽ được đào tạo tất cả các phần: phần lý thuyết, phần học đạo đức người lái xe, phần học cấu tạo sửa chữa xe cơ bản, phần học thực hành trên xa hình, phần học lái xe trên đường trường. Tất cả tổng cộng phải đạt trên 100 giờ học. Chi phí đào tạo lái xe cũng sẽ tăng theo. Ước tính đối với học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 sẽ có mức tối thiểu từ 15 đến 20 triệu đồng, tức tăng khoảng gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm hiện tại. Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, tất cả các trung tâm, cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên cả nước sẽ phải triển khai, lắp đặt ứng dụng công nghệ nhận dạng học viên. Trên các xe ô tô tập lái cũng sẽ đều được lắp đặt thiết bị giám sát thời gian và hành trình để quản lý và theo dõi việc thực hành của học viên suốt thời gian tham gia đào tạo và sát hạch bằng lái xe ô tô. Theo thống kê của WHO, rượu bia được xem là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở độ tuổi từ 15 đến 49, chiếm tới 36,2% ở nam giới, 0,7% ở nữ giới. Hậu quả của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông quá nặng nề, mà có lẽ trước lúc uống người ta không bao giờ nghĩ tới. Bệnh nhân nam 25 tuổi này nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng lơ mơ, thở có bóp nội khí quản, hàm mặt sưng nề, vết thương đầu băng thấm nhiều dịch máu, thở nhanh. Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị chấn thương ngực, tràn máu màng phổi hai bên. Hiện bác sĩ đang chỉ định cho chụp não, hàm mặt. Đây là trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Qua là các cháu đi ăn liên hoan, thì cháu thì cũng không uống bia rượu gì nhiều, cháu gọi chỉ giao lưu một chút. Nhưng trên đường về rất là do đường đông hay nào cháu tự đâm vào cột mốc, thế là giờ. Hiện giờ là bác sĩ đang chuẩn đoán là chụp chiếu là ảnh hưởng về một chút về não, hai nữa là gãy một xương sườn và ba là rịa xương quai xanh và cộng thêm là một số tràn dịch phổi, và hiện giờ các bác sĩ vẫn đang theo dõi. Trung bình Bệnh viện Việt Đức một ngày cấp cứu khoảng hơn 100 trường hợp, trong đó có 50 trường hợp là tai nạn giao thông. Đối với nạn nhân tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia, phần lớn là đa chấn thương, nặng nhất là chấn thương sọ não. Nguy hiểm là vậy, nhưng thực tế, nhiều người vẫn chủ quan với việc uống rượu bia và tham gia giao thông gây ảnh hưởng tới nhiều người. Nhân mà có cái sử dụng rượu bia sau đó bị tai nạn giao thông thì thông thường vào đây là với những cái đa chấn thương. Đa chấn thương là những chấn thương nặng, có thể là sọ não kèm theo lồng ngực, hoặc sọ não kèm theo bụng, hoặc là bụng kèm theo lồng ngực. Thì bản thân những cái tổn thương nó rất là nặng và nó ảnh hưởng ngay trực tiếp đến tính mạng của người bệnh. Vì thông thường khi người ta uống rượu, cái cơ chế khi mà người ta tai nạn, nếu như một bệnh nhân tỉnh thì người ta có hoàn toàn, người ta có những cái phản xạ, người ta tự vệ được. Nhưng với những bệnh nhân say rượu
thì cái phản xạ mà để tự bảo vệ họ khi họ ngã ra là hầu như là không có. Việc uống rượu say khi lái xe không chỉ vi phạm pháp luật, còn là hiểm họa gây nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe suốt đời. Thiên nghĩ mỗi người cần ghi nhớ, đã uống rượu bia thì không lái xe để đảm bảo an toàn tính mạng bản thân và người cùng tham gia giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Để xem lại chương trình, mời quý vị truy cập trang thông tin điện tử nbtv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.